Thưa quý vị, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã phản ánh về tình trạng bò dê thả rông trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn là khá phổ biến. Việc xử lý vấn nạn này của chính quyền địa phương trong thời gian qua ra sao và giải pháp nào để chấm dứt việc nuôi bò trong khu dân cư? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Theo số liệu thống kê của quận Ngũ Hành Sơn, hiện trên địa bàn phường Hòa Hải có 10 hộ chăn nuôi gia súc, phường Hòa Quý có 65 hộ chăn nuôi với hơn 340 con bò và 50 trâu và 100 con dê đang chăn, nhốt. Đa số hộ chăn nuôi trâu bò dê này là người địa phương. Sau chỉnh trang đô thị, đất canh tác bị thu hẹp nên người dân tổ chức chăn nuôi để có thêm thu nhập. Việc tổ chức chăn nuôi của các hộ này có chuồng trại xa khu dân cư, có người chăn dắt không ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh của cộng đồng. Việc thả rông trâu bò trên đường giao thông mất mỹ quan đô thị bị chính những người nuôi trâu bò phản ứng. Nuôi rồi phải có chuồng trại, cho ăn uống đồng bọn, chứ không có nên lợi dụng mà thả rông để lỡ gây ra cái vấn đề này khó gây cho các nhà đó. Những anh đó là những anh thiếu ý thức kề cho bạn, cho nên đề nghị hoặc nghiêm điều đó đi, hoặc rèn mà bạn cái màng vật ra mà rèn đai bởi sao anh không còn thỏa thì nó đưa đầu. Theo tôi là đứa ta nuôi mà nuôi thành phố, bây giờ thành phố đô thị lụt mọc là con người cũng làm trong cái dọn đô thị đó. Theo người dân, việc trâu bò thả rông trên đường được chính quyền địa phương phường Hòa Hải, Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn thường xuyên đẩy đuổi, tạm giữ để xử phạt theo Điều 10, Nghị định 100 năm 2019, phối hợp với phường Giáp Tranh, Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, mời chi cục thú y để xử lý, liên hệ đơn vị quân đội tại Hòa Khương nuôi nhốt. Đồng thời, nhiều lần tổ chức họp dân, tuyên truyền vận động, ký bản cam kết, buộc người nuôi không tái đàn, cấm để trâu bò dê đi trên đường giao thông. Vào khu dân cư gây mất mỹ quan đô thị, nhưng thực tế cho thấy các giải pháp trên không đủ sức răn đe. Khó khăn thứ nhất là cái chế tài xử lý quá thấp, mức phạt xử lý hành chính rất thấp. Thứ hai nữa là về cái quá trình xử lý bò, vì khi mình bắt về để xử lý là về phải chăm các cái gia súc đó, mà chúng ta cũng không có chế tài nó chăm. Thì vừa qua ủy ban phường cũng đã liên hệ với cái đơn vị bộ đội ở Hòa Khương á, là họ chấp nhận là nên nuôi bên kia, rồi các cái hộ dân họ lại họ nhận là về là họ trả tiền công bên kia, nhưng mà cuối cùng nó là sau đó đơn vị quân đội họ cũng chịu nhận. Tại phường Hòa Quý, nơi có số lượng nuôi gia súc gia cầm nhiều nhất quận Ngũ Hành Sơn, với đặc điểm là phường thuần nông, quá trình đô thị hóa nhiều dự án chậm triển khai dang dở, một số dự án đã hoàn thiện hạ tầng nhưng chưa bàn giao về địa phương quản lý nên việc quản lý bò thả rông còn vướng mắc. Một số hộ dân gặp khó khăn chưa có việc làm khi chủ yếu sinh sống bằng nghề chăn nuôi gia cầm, gia súc. Thì vừa rồi ủy ban dân phường cũng đã mời các hộ, tổng thể là các hộ 65 hộ chăn nuôi bò trên địa bàn phường á, cũng đã ký cam kết. Đối với những hộ mà chưa có chuồng trại thì một số sẽ làm chuồng trại xa khu dân cư tạm để thực hiện cái nghị quyết 34 của Hội đồng nhân dân thành phố, và các hộ dân cũng đã dần dần chấp hành, và trong thời gian đến cũng tiếp tục mà triển khai và chỉ đạo quyết liệt cái vấn đề này. Trong khi nhiều địa phương đang loay hoay tìm cách giải bài toán gia súc thả rông trên các tuyến đường gây mất trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị, thì chính những người nuôi bò đã có đề xuất những biện pháp kiên quyết để chấm dứt tình trạng trên. Đối với những chủ mà thả bò rông trên đường đó, thì nếu mà phạt đúng mức thì có lẽ nó không có còn cái tình trạng xảy ra như thế nữa. Đúng không? Theo tôi nuôi quan điểm tôi nuôi như vậy. Nếu mà anh xử phạt, ví dụ như bây giờ cho con bò giá trị có 10 triệu, 10 mấy triệu mà anh phạt 3 triệu, 4 triệu thì ông có dạy phải không? Ông bỏ không?